sớm mà chết rồi. Hả? Gỡ lưới sớm mà chết rồi. Thank you.
trước mình không đem dây, bữa nay mình đem dây. Còn cái gì này từ dân cá thành dân cua luôn rồi, dân nước bắt cua. Xíu nữa là đổ máu rồi các bạn. Chuyện gì thế ghê không? Gì vậy? Nói gì chi luôn vậy? Cua kẹp đó. Nhìn là thành quả đầu tiên nha các bạn. Còn con nữa kìa. Cái này làm nhất cái đợt mà sẽ muốn gọi đi dạng lưới. Này nó đói mồi, nó thấy cá nó lại nó ăn các bạn. Quả thứ hai. Nó về đất mẹ đi. Trên đây nhiều cua. Đó con cá được rồi. Cá bự quắt lưới. Nó lặn này.
khổng lồ bàn tay luôn. Lấy bàn tay để anh coi xoa. Cá này về chiên ngon luôn các bạn. Sắp tới chỗ cua nữa các bạn. Dạ. Để cá lâu lâu cũng gặp tai nạn hay các bạn. Nó có gai. Mấy con cá bị cua kẹp tàn hết trơn. Đằng kia chìm chắc có cua. Nước vuông sâu.
cua không ra vuông không vuông được. Lưới này lưới mấy phân mà không dính cá đói cha. Không phân. Cá đói dùng mình nhỏ nhỏ không à. Dính cá đói thì lưới khoảng 3 phân rồi. Còn dính. Còn lưới 5 phân này nó mặt nó lớn à. Có dính là dính cá bự không à, mà vô mình chưa có cá bự nhiều. Đằng kia có cái phao bị lôi giật kìa cũng được mà. Thì có cá bự đó. Nói dài dữ. Cá đổi. Đó nhỏ thả. Mua mốt nó lớn mình cho mình bắt lại. Hết lưới rồi các bạn. Thành quả mình đây. Đây thành quả mình đây. Nhìn đây nè, với được hai con cua các bạn ơi. Với hai con cua này nữa. Tạm biệt các bạn nha.